đang theo dõi bản tin tài chính tiêu dùng ngày 23 tháng 4. Lần đầu tiên, Ngân hàng Nhà nước chào bán hết toàn bộ 26.000 lượng vàng đấu thầu cho các thành viên tham dự phiên đấu thầu diễn ra vào ngày hôm nay. Với tổng khối lượng của 10 phiên đấu thầu vàng thời gian vừa qua, Ngân hàng Nhà nước đã đưa ra thị trường hơn 11 tấn vàng, nhưng hiện giá vàng miếng SJC vẫn cao hơn giá thế giới khoảng 5,6 triệu đồng mỗi lượng. Giá sàn đưa ra đấu thầu lần này là 41 triệu 970 ngàn đồng mỗi lượng, giá trúng thầu thấp nhất là 42 triệu 040 ngàn đồng mỗi lượng và giá trúng thầu cao nhất là 42 triệu 120 ngàn đồng mỗi lượng. Trong dịp nghỉ lễ 30 tháng 4 và mùng 1 tháng 5 sắp tới, một số hãng xe khách cho biết là có kế hoạch tổ chức tăng chuyến liên tỉnh, đồng thời công bố giảm giá vé vào dịp lễ này. Trong lúc các doanh nghiệp vận tải khách, nhà xe tại các bến xe khách liên tỉnh của thành phố Hồ Chí Minh đều đồng loạt thực hiện phụ thu ở mức 40% giá vé dịp đông khách 30 tháng 4 và mùng 1 tháng 5, thì ngày hôm qua một số hãng xe chạy trên tuyến 25 tuyến liên tỉnh miền Trung, Tây Nguyên và đồng bằng sông Cửu Long sẽ tăng chuyến mỗi ngày và giảm giá vé vào dịp lễ này. Theo đại diện của hãng xe, việc giảm giá vé trong thời điểm hiện tại là doanh nghiệp đã khai thác hiệu quả dịch vụ chuyển phát nhanh hàng hóa, bưu phẩm và hợp tác tốt với các doanh nghiệp chuyển phát nhanh để tăng doanh thu. Theo phản ánh của người tiêu dùng, thời điểm hiện tại, mặt hàng mũ bảo hiểm đang mỗi ngày một giá, người bán lẻ tha hồ đẩy giá lên cao. Nhiều nhà sản xuất đã giải thích đó là do giá nguyên liệu đầu vào tăng, giá nhân công gia công đều tăng nên giá hàng bán ra cũng sẽ tăng lên. Các đơn vị cung cấp phụ liệu như là mút xốp, tem nhãn tăng gấp 2 lần, tác động tới giá thành phẩm tăng đến 20% nên công ty tăng giá, mức giá khoảng 5%. Theo ông Đỗ Hữu Quang, đại diện phía Nam của quản lý thị trường cho biết, hiện nay vẫn đang trong đợt kiểm tra mũ bảo hiểm, nhưng lực lượng quản lý thị trường chủ yếu kiểm tra về nguồn gốc xuất xứ tem nhãn chứ không kiểm tra về giá cả. Giá thịt lợn hơi tại nhiều nước xung quanh Việt Nam đang ở mức cao hơn từ 4 cho tới 8 triệu đồng một tấn. Đây là chính là thông tin vừa được Cục Chăn nuôi, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn công bố. Cụ thể, tại Thái Lan, giá thịt lợn hơi xuất chuồng đạt từ 42 đến 43 triệu đồng một tấn, Philippines là 47 triệu đồng một tấn. Trong khi đó, tại Việt Nam, giá thịt lợn hơi chỉ ở mức từ 38 đến 39 triệu đồng một tấn. Trong khi người chăn nuôi trong nước hết sức lao đao, thì các doanh nghiệp đầu tư nước ngoài lại mở rộng sản xuất để đón đầu cơ hội chiếm lĩnh thị trường. Do đó, Hiệp hội Chăn nuôi đề nghị chính phủ cần có chính sách kích cầu tiêu thụ đang rất yếu hiện nay, từ đó làm cơ sở để kéo giá thịt lợn hơi ngang bằng với các nước trong khu vực. Ngày hôm nay, công ty trách nhiệm hữu hạn Mạnh Cầm, đơn vị phân phối độc quyền sản phẩm sữa dê Danle có nguồn gốc nhập khẩu từ Pháp, đã tổ chức buổi họp báo để công bố kết quả của Viện Kiểm nghiệm An toàn Vệ sinh Thực phẩm Quốc gia và chính thức xin lỗi khách hàng vì những thiếu sót trên nhãn mác gây tranh cãi trong thời gian vừa qua. Tại buổi họp báo, đại diện của Cục An toàn Vệ sinh Thực phẩm cho biết, Cục An toàn Thực phẩm chứng nhận sản phẩm thực bổ sung sữa dê Danle đảm bảo về chất lượng, độ đạm cụ thể của các sản phẩm Danle số 1 cho đến số 3 là từ 13,4 cho đến 18%. Kết quả về độ đạm của sản phẩm thực phẩm bổ sung sữa dê Danle cũng gần tương ứng với kết quả mà Viện Pasteur TP.HCM đã đưa ra gần đây. Tuy nhiên, đại diện của công ty Danle cũng đã đưa ra thiếu sót trong việc ghi sai nhãn mác phụ đã không làm chủ được thông tin để người tiêu dùng có lúc hiểu sai về sản phẩm và gửi lời xin lỗi tới khách hàng. Dịp lễ 30 tháng 4 và mùng 1 tháng 5 năm nay, do thời gian nghỉ lễ dài ngày nên nhu cầu du lịch nghỉ dưỡng của người dân sẽ tăng cao hơn so với những thời điểm khác. Đúng như dự đoán, đến thời điểm này, hầu hết các tour du lịch tại những công ty lữ hành đã kín chỗ. Chị Hằng đang tìm kiếm một tour du lịch ra nước ngoài cho gia đình mình dịp nghỉ lễ lần này. Từ năm ngoái đến nay, do kinh tế khó khăn nên gia đình chị tiết kiệm chi tiêu. Tuy nhiên, với dịp nghỉ lễ dài ngày lần này, gia đình chị đã quyết định đi du lịch. Thì thường các dịp lễ mà được nghỉ dài ngày á, thì các gia đình đều là thường là tổ chức đi du lịch. Đó thì gia đình tôi cũng vậy. Thì cái đó là cái nhu cầu của, tôi nghĩ là cái đó là nhu cầu thiết yếu của bây giờ của đa số mọi người ở đây thôi. Theo các công ty du lịch, mặc dù tình hình kinh tế năm nay vẫn có nhiều khó khăn, nhưng thị trường du lịch đã sôi động hơn hẳn. Nhu cầu du lịch của người dân trong dịp nghỉ lễ năm nay đã tăng trung bình từ 40 đến 50% so với thời điểm này năm ngoái. Chúng tôi đánh giá ngay từ đầu năm, đây là một cái thời điểm mà chúng ta phải đẩy mạnh du lịch. Do đó chúng ta đã có cái sự chuẩn bị trước. Cho đến giờ phút này thì chúng tôi gần như là đã hoàn thành được cái kế hoạch 30 tháng 4, 1 tháng 5 năm nay. Theo đánh giá của các công ty du lịch, nhu cầu đi lại trong dịp lễ năm nay được các du khách lựa chọn rất kỹ. Các tour du lịch nghỉ dưỡng, du lịch theo nhóm gia đình, du lịch khám phá đặc biệt thu hút đông lượng khách đặt chỗ.
Do năm nay thời tiết nắng nóng nên nhu cầu du lịch của người dân chủ yếu tập trung tại các tỉnh có điều kiện khí hậu mát mẻ như Đà Lạt, Nha Trang, Phú Quốc, Phan Thiết, Đà Nẵng. Ngoài ra, nhu cầu thị trường du lịch dịp lễ 30 tháng 4 năm nay cũng tăng ở phân khúc các tour đi nước ngoài như châu Á, châu Âu. Giá các tour du lịch hầu hết có sự tăng nhẹ so với năm ngoái từ 5 đến 10%, tuy nhiên để kích cầu nhiều tour vẫn được giữ nguyên giá. Chỉ có một số ít các tour đó thì là có tăng giá, chứ còn nhìn chung thì không cố gắng giữ được mặt bằng, không có tăng giá. Ngoài ra thì công ty có áp dụng một số các biện pháp mà kích cầu của riêng công ty, ví dụ như là khách khởi hành trước 30 tháng 4 thì sẽ giảm giá từ 10 cho tới 25% tùy theo tuyến. Tới gần sát ngày thì cái tốc độ book tour nó sẽ gia tăng. Chúng tôi tin chắc nó là như thế. Theo nhiều công ty lữ hành từ đầu năm nay, những đơn vị này đã phải chủ động liên kết sớm với các đối tác, nhà hàng, khách sạn, hãng hàng không để giữ giá tour. Vì vậy, mặc dù rơi vào thời kỳ cao điểm, nhu cầu du lịch tăng cao nhưng nhiều công ty lữ hành không tăng giá tour mà còn đưa ra các chương trình ưu đãi khuyến mãi cho khách hàng nhằm tăng kích cầu cho du lịch nội địa. Năm 2012, Campuchia thu hút khoảng 3,5 triệu lượt khách du lịch nước ngoài, trong đó có trên 700.000 người đến từ Việt Nam. Theo đánh giá của ngành du lịch Campuchia, thì du khách Việt Nam đến Campuchia chủ yếu từ miền Nam theo phương tiện là xe ô tô, còn người dân ở miền Bắc Việt Nam vẫn còn rất ít. Với việc sở hữu khu quần thể Angkor, đặc biệt là kỳ quan Angkor Wat, chính phủ Campuchia rất tin tưởng du khách quốc tế sẽ đến Campuchia ngày càng đông hơn, đặc biệt là từ các nước láng giềng. Đây là đền Angkor Wat, một trong 292 đền lớn nhỏ trong khu quần thể đền Angkor. Đây là điểm không thể nào bỏ qua của khách du lịch khi đến tỉnh Siem Reap, Campuchia. Chính phủ Campuchia đang tập trung chuẩn bị cơ sở hạ tầng và quảng bá để thu hút du khách quốc tế đến với kỳ quan Angkor Wat. Du khách đến từ Việt Nam tiếp tục được Campuchia kỳ vọng trong thời gian tới bởi mối quan hệ của hai nước, đặc biệt là khách từ miền Bắc Việt Nam. Hãng hàng không quốc gia Campuchia Angkor Air cũng đã chính thức khai trương đường bay thẳng giữa Hà Nội và Phnom Penh để thu hút khách từ miền Bắc Việt Nam đến Campuchia. Năm 2013, ngành du lịch Campuchia đặt mục tiêu thu hút khoảng 4 triệu du khách quốc tế. Hôm nay là ngày sách và bản quyền thế giới. Âu cũng là một dịp để chúng ta cùng nhìn lại vấn đề bản quyền sách ở Việt Nam, một chuyện đã được xếp vào dạng là khổ lắm nói mãi. Thế nhưng thực tế đến thời điểm này, hiện tượng sách giả, sách lậu, sách vi phạm bản quyền vẫn tràn lan và ảnh hưởng không ít đến thị trường sách. Phóng viên Bản tin Tài chính Kinh doanh đã ghi nhận được một góc lộn xộn của thị trường sách ở Hà Nội. Đa dạng về nội dung, phong phú về giá cả, từ cửa hiệu, ra vỉa hè, hầu như ở con phố Hà Nội nào cũng có nơi bán sách, nhưng có một sự thật không phải ai cũng biết, sách mà không hẳn là sách, hoặc nói đúng hơn, không phải sách thật. Sách bản chính đấy thì nó sẽ có bìa gập, thường thường nó sẽ có bìa gập này. Và sách nếu mà sách văn học thì nó rất là nhẹ. Sách photo thì chữ nó sẽ màu hơn, nó sẽ không được rõ nét như bản chính. Xuất giấy sẽ xấu hơn là bản chính, và bìa của nó sẽ không gập như bản chính. Tình trạng thật giả lẫn lộn trên thị trường sách cũng là nguyên nhân chính dẫn đến sự hỗn loạn về giá cả sản phẩm đặc biệt này trên thị trường. Bản bình thường thì là giảm 40%, còn bản đẹp thì là giảm 20%. Khẳng định của người bán hàng đã phần nào hé lộ bức tranh lộn xộn về giá cả trên thị trường sách Việt Nam hiện nay. Nhưng hãy tạm hoãn câu chuyện về sự thật giả lẫn lộn của chất lượng sách, giá cả sách. Hãy thử xem vì sao người tiêu dùng vẫn có xu hướng lựa chọn những cuốn sách in lậu, sách vi phạm bản quyền. Sách giả căn bản nó rẻ, đây điều thứ nhất. Thứ hai, nó sách giả nó rất là dễ tìm. Đâu cũng có, bán dọc đường, các đường như đường náng hoặc là một số bán như vỉa hè, họ có bày nhiều ra đường mà. Nên dễ tìm. Thực tế nó cũng không quan trọng lắm để tôi phải mất sức đi tìm sách, thì tôi sẽ mua sách giả về dùng một thời gian rồi được bỏ. Em thường mua sách ở ngoài ấy, vì nội dung của nó thì cũng tương tự như với sách gốc mà nó lại rẻ hơn. Còn bọn em sinh viên thì không quan trọng là nhìn rõ hay không, cứ miễn sao nó rẻ mà nội dung nó giống như vậy là được ạ. Tất nhiên là sách lậu ạ. Vì sinh viên mà, sinh viên thì chi phí nó hơi hạn hẹp, thì sách lậu bao giờ cũng sẽ giá thành sẽ thấp hơn sách thật.
ở góc độ thị trường, chừng nào người tiêu dùng vẫn còn tâm lý giá rẻ, chừng ấy sách lậu, sách giả vẫn còn đất sống. Và cũng chừng ấy thời gian, thị trường sách còn tình trạng hỗn loạn như hiện nay. Không chỉ có riêng tại Việt Nam, tại Palestine, chính quyền nước này cũng đang phải đau đầu vì nạn sách lậu đang hoành hành ngang nhiên trên các con phố, đặc biệt là tại khu vực bờ Tây của nước này. Trong lúc những cửa hàng sách chân chính phải loay hoay để tồn tại, thì những sạp bán sách ở ngoài vỉa hè lại đang sống khỏe, sống tốt. Nằm trên con phố sầm uất, sách được đặt trên những kệ sang trọng, nhưng lại không một bóng khách hàng. Cách đó không xa, một con phố nhỏ với một vỉa hè hẹp và xấu xí đã được bày bán đủ các loại sách, lại đông đúc kẻ bán người mua. Tôi thích mua sách ở vỉa hè hơn bởi giá chúng rất rẻ, thể loại đa dạng mà chất lượng chỉ kém hơn chút ít. Hiện việc nhập khẩu sách và phân phối vào Palestine đang bị thắt chặt, khiến cho giá một cuốn sách có bản quyền thường đắt gấp 3, thậm chí là gấp 5 lần so với sách in lậu. Vì thế, kinh doanh sách lậu đã trở thành một mảnh đất màu mỡ cho những người buôn bán nhỏ lẻ sống tại đây. Toàn bộ số sách này là sách in lậu, không có bản quyền. Tôi mua chúng từ những người in sách lậu với giá rẻ 2,8 đô la Mỹ. Sau đó tôi bán lại cho khách với giá 4 đô la Mỹ. Như vậy là tôi cũng đã lại tới 30% rồi. Những người bán hàng này không được cấp phép kinh doanh sách từ chính quyền thành phố hay Bộ Văn hóa Palestine, nhưng sách của họ lại được khách hàng ưa chuộng, đặc biệt với những cuốn sách bị cấm nhập khẩu tại Palestine, nhiều khách hàng có thể tìm thấy tại những sạp hàng này. Mọi cuốn sách được in và phát hành đều được kiểm duyệt chặt chẽ tại Palestine. Điều này khiến các nhà xuất bản nhỏ gặp không ít khó khăn, và vì thế họ đã tìm cách in lậu và cung cấp cho các chủ buôn bán nhỏ lẻ trên các con phố, và thực sự họ đã kiếm được lời từ thị trường này. Kiểm soát chặt những cuốn sách được nhà xuất bản xin phép, nhưng chính quyền lại lơ là với những cuốn sách được in lậu bày bán tràn lan trên đường phố. Còn người tiêu dùng Palestine, tất nhiên họ chẳng phàn nàn gì, bởi họ đang được mua sách với giá rẻ mạt. Trong lúc không ít người tiêu dùng tại châu Âu đang phải xoay sở hàng ngày với cơm áo gạo tiền, vì hệ quả của cuộc khủng hoảng thì những hãng thời trang xa xỉ của châu lục này cũng lại đang tranh thủ tìm kiếm khách hàng mới tại khu vực tiềm năng, đó là châu Á. Và không ít hãng đã thu được lợi nhuận lớn khi mới đây hãng Hermès đã vừa công bố doanh thu trong quý 1 năm 2013 của hãng đã tăng mạnh nhờ nhu cầu lớn của châu Á. Theo đó, thì doanh thu quý 1 của hãng Hermès đã tăng lên 10%, lên mức là 856,8 triệu euro, tương đương khoảng 1,1 tỷ đô la Mỹ, bất chấp sự sụt giảm doanh số bán hàng của các mặt hàng thuộc da và đồng hồ. Trong 3 tháng đầu năm, doanh số bán đồ thuộc da vốn là nguồn doanh thu lớn nhất của Hermès chỉ tăng 7,3%, bằng một nửa so với năm trước. Trong khi đó, doanh thu từ hoạt động bán phụ kiện quần áo, hàng thời trang và nước hoa vẫn tăng tới 18%. Theo Hermès, nhu cầu lớn ở châu Á chính là động lực chính cho doanh thu của hãng trong quý 1 năm 2013, bởi doanh thu này đã tăng 14% ở châu Á, 12% ở châu Âu và chỉ 11% ở Mỹ. Bản tin tài chính tiêu dùng của chúng tôi đến đây là kết thúc. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào tạm biệt.